Theo văn bản của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm mà truyền hình Người đưa tin đã đăng tải trên nhiều video, bài viết. Bạn đang xem Người đưa tin TV. Trước đó, truyền hình Người đưa tin đã có nhiều bài viết phản ánh về các vấn đề liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường, vấn đề khai thác khoáng sản tại các khai trường cũng như trong lòng sông Hồng. Cụ thể, ở lòng sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn thành phố Lào Cai, có hàng loạt doanh nghiệp thực hiện khai thác tài nguyên khoáng sản trái quy định theo kiểu tận diệt lòng sông Hồng, hủy hoại môi trường và làm thất thoát ngân sách nhà nước. Những doanh nghiệp tham gia được cơ quan chức năng chỉ mặt, vạch tên gồm công ty Mạnh Kiên, hợp tác xã Cửa Ngòi, công ty trách nhiệm hữu hạn An Trường Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình số 6, doanh nghiệp tư nhân Cường Tuấn, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và vật liệu xây dựng Hoàng Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Hùng Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp môi trường mỏ. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Mạnh Kiên, trụ sở tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, nổi lên như một ông vua con ở đất Lào Cai. Cùng với công ty Hoàng Anh là những đơn vị tác động tiêu cực nhất đến môi trường sông Hồng. Liên quan đến công ty Hoàng Anh, hiện đơn vị này đang giao một chiếc xe ô tô hạng sang cho một cán bộ của tỉnh Lào Cai sử dụng. Cán bộ này có quan hệ mật thiết với một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Các đơn vị này ngang nhiên dựng đập, nối bãi tập kết với khu vực khai thác bờ phải để sử dụng vận chuyển sản phẩm khai thác lên bãi tập kết. Không có bảng thông báo công khai thông tin, không lắp đặt camera và trạm cân trọng tải để giám sát số lượng khoáng sản mua bán tại bến bãi. Chưa được cấp có thẩm quyền, cấp phép mở bến, cảng đường thủy nội địa, chưa đăng ký tên, loại phương tiện, thiết bị khai thác, vận chuyển cát sỏi. Ngoài ra, lòng sông Hồng đoạn chảy qua cửa suối Ngòi Đum, các xe quá khổ quá tải liên tục ra vào, đổ chất thải xây dựng để lấn sông. Ngay trong công trường thi công dự án kè sông Hồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi làm hai nhà thầu chính. Theo chân đoàn xe quá khổ quá tải, phóng viên phát hiện đất đá thải được lấy từ dự án xây dựng tiểu khu đô thị số 5, còn được gọi là tiểu khu Phú Gia, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến là chủ đầu tư. Bản thân dự án này cũng đang tồn tại nhiều vi phạm liên quan vấn đề đất đai, môi trường và chúng tôi sẽ đề cập trong một video khác. Sau khi truyền hình Người đưa tin phản ánh các nội dung trên, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành và lập các biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, giao thông đường thủy nội địa, giao thông đường bộ, chế biến, kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng. Tiếp đó, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức vi phạm mà truyền hình Người đưa tin đã nhắc tên ở trên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Mạnh Kiên bị kiểm tra cùng 6 doanh nghiệp khác với các vi phạm gần như nhau, thậm chí công ty Mạnh Kiên có phần vi phạm nhiều và nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, 6 doanh nghiệp kia bị xử phạt hành chính, riêng công ty Mạnh Kiên thì không. Điều này khiến dư luận hoài nghi công ty Mạnh Kiên có thực sự là vùng cấm trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, đối chiếu bản báo cáo của tổ liên ngành với thực tế ngoài sông Hồng cho thấy có hiện tượng báo cáo sai sự thật nhằm giảm bớt mức độ vi phạm của công ty Mạnh Kiên. Nhiều vi phạm của công ty này được chỉ rõ trong các báo cáo của cơ quan chức năng nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai quên không xử phạt. Thực tế xử lý cho thấy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai rất mạnh tay xử lý với các đơn vị vi phạm, trừ công ty Mạnh Kiên. Truyền hình Người đưa tin xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thông tin, hồi đáp các nội dung đã phản ánh. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng cần trả lời và công khai với dư luận về sự ưu ái đối với công ty Mạnh Kiên. Truyền hình Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin ở các bài sau. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.